Gói thầu nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay Long Thành, đang vượt tiến độ phần thô 20 ngày và vượt tiến độ tổng thể 10 ngày so với hợp đồng. Sân bay Long Thành đang triển khai 4 gói thầu lớn gồm nhà ga hành khách, đường cất, hạ cánh, đài kiểm soát không lưu và 2 tuyến giao thông kết nối. Riêng hạng mục nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột dầm sàn lầu 1, phần bê tông cốt thép dầm sàn lầu 2 đạt gần 80% và đang tiến hành đổ bê tông cốt thép dầm sàn lầu 3. Thời gian tới, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cùng các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh thi công kết cấu phần còn lại. Dự kiến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành dầm sàn tầng 2 và cuối tháng 7 hoàn thành toàn bộ dầm sàn tầng 3. Hiện các đơn vị đang tập trung gia công kết cấu thép mái để từ tháng 8 năm 2024 bắt đầu lắp đặt. Như vậy, công tác lắp đặt kết cấu thép có thể vượt tiến độ khoảng 1 tháng so với kế hoạch đã phê duyệt. Về đường cất hạ cánh, liên danh nhà thầu huy động hơn 2.000 nhân lực, máy móc thi công. Hiện gói thầu đã hoàn thành phần nền móng và đang đổ bê tông. Dự kiến tháng 9 năm 2024 sẽ tiến hành trải bê tông nhựa. Đường cất hạ cánh vượt tiến độ 2 tháng so với hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Với 2 tuyến giao thông kết nối, đến thời điểm này, nhà thầu thực hiện được gần 40% giá trị gói thầu. Dự kiến trước tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành đắp nền đường, tháng 3 năm 2025 hoàn thành cấp cuối đá răm. Cuối năm 2025 đưa 2 tuyến giao thông kết nối vào khai thác. Về hạng mục đài kiểm soát không lưu, đến nay đã thi công đến độ cao hơn 70 m, vượt tiến độ 60 ngày.